Yo, hello, what's up, chào anh em nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, Từ Từ Đường Phố đấy mọi người nha. Xin chào anh em, game Hải Tặc Đại Chiến mình Từ Từ Đường Phố đấy bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video cho anh em xem video, về đầu video anh em xin một like và một subscriber hộ cho nó phát triển nha mọi người rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục hành trình chốt event anh em, tặng gift code bên kênh Từ Từ Đường Phố anh em. Tuy nhiên là bởi vì tôi có công việc nên tôi chốt sớm hơn tí, nhưng mà thấy như cũng đủ rồi. Cuối tuần này anh em tham gia khá là nhanh, hiện tại đã pool sự kiện luôn rồi nên giờ chốt được 3 phần quà luôn, khá là ngon. Cũng phải nói lâu lắm rồi mới chốt được 3 phần quà anh em. Ok, về phần chốt event cuối video, tôi vừa mới pick này con nào tôi luôn anh em. Đó, giờ quay về vấn đề chính em, vẫn là neo Đậu Thần thôi. Vừa kiểm tra một vòng hiện tại tôi có 11 cháu pool gamer rồi anh em, nhanh thế nhờ. Mình cứ tích mình nâng anh em lên hồi nào không hay. Hiện tại cái tem đầu này, đánh ăn cái tim đầu này nghe chừng vẫn là hơi khó khăn các bạn, thật sự luôn. Ăn được cái tem đầu này nghe chừng vẫn khó khăn các bạn. Chắc sần gang BG vào để coi xem nào. Cái đô nhà mình vẫn bị giảm độ chứ anh em. Thôi những cái này vẫn thua rồi anh em, bỏ qua đi. Tôi đang cố gắng vượt đôi các bạn. Cái tem thứ hai nhà mình là đang có vấn đề anh em. Big Mom búp hồi sinh lúc được cũng không các bạn. Colo. Bây giờ tháo colo cho BG vào xem anh em. Rồi. Trận đầu đánh phủ đầu nãy là win rồi, mới là win không? Vẫn win anh em. Trận này đánh nó vẫn win rồi anh em. Trận 2 đánh đi lại phải không win được rồi. Giờ sắp lại team rồi anh em. Ok à? Ừ đấy. Tao vào BG xong hỗ trợ đi. Ừ đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, hay quá kinh ơi. May quá hồi sinh rồi anh em. Toàn cái là hồi sinh luôn. Càng nhà cô lù đấm mua vẻ hơn BG anh em. Lúc có like mòn chân được các bạn. Càng nhà. Úi giời. Úi giời, có lên. Gần được rồi, gần được rồi. Ô đen có thọ lần nữa được anh em. Ô đen nào. Mày quá, win rồi anh em, qua màn. Cuối cùng cũng qua màn. Tiếp tục. Ui, trận này Aoichi trận dưới 24 giờ anh em, căng đấy nhở. À tối tôi lên stream anh em nhé. Cái bên này sớm hay muộn nhưng mà chắc tầm dưới 9 giờ gì đấy anh em, chắc tầm 9 giờ. Tôi đã stream Hải Tặc Đại Chiến anh em, rảnh thì nên chơi. Tối trên stream thì chỉ có mini game đồ kiểu cho anh em chơi nữa. Đấy các bạn, tối này vào cuối tuần làm thêm ít mini game cuối tuần cho anh em chơi trên stream nên cho nó vui. Thông báo qua anh em hứng thú thì vào xem và tham gia. Bây giờ tập trung anh em. Cuối tuần thì còn mỗi nhiệm vụ đấu trường nữa đây, anh em nào chưa đánh thì anh em đánh thôi. Tôi không chưa đánh các bạn, cá nhân thì tôi không chưa đánh, cơ bản nó hơi lười. Cái đô bị ăn hiệu ứng là không nào phản đoàn đòn lại được anh em. Căng nhờ. Cái đô bị dính hiệu ứng cái là không phản đòn được anh em. Yo. Aoichi hồi sinh à. Aoichi hồi sinh à. Đi với Kado nghe chừng vẫn dễ win nhỉ. Đi với Kado nghe chừng đánh vẫn dễ win anh em. Úi trời. Úi trời. Lúc nào chịu nổi các bạn. Trận tiếp theo. Trận thứ hai nào. 2 Joden, 2 bố già, 2 mi hoác. Càng đét để các bạn. Joden tốt kiếm. Anh chàng gang BG hỗ trợ hơi ít các bạn. Một chám. Rồi kinh siêng phản đòn lại, đúng rồi. OD nào, OD nào. Rồi chưa gì hồi sinh rồi. Chưa gì đã phải búc lượt hồi sinh rồi. Nghe trận này hơi khó qua đấy anh em. Các bạn cảm thấy nào? Chúng tôi trận này có vẻ hơi khó qua rồi anh em. Đào tem coi anh em. Này, đào tim các bạn. Đó, cho tay anh em đã chơi công chiếu nhá. Đấy, cuối tuần rảnh nên neo Đậu Thần công chiếu cho nó vui anh em. Vượt Đậu Thần. Thế anh em vượt full chưa? Ever bao nhiêu hết rồi? Thế nhiều anh em kêu VIP không còn full mà anh mãi chưa full. Các bạn xin tem full với. À, tôi đi mãi chưa full anh em. Tính ra giờ vực thẳm thì vọng thì hay, nhưng mà vực thẳm đóng rồi anh em, vẫn phải đợi mấy hôm nữa vực thẳm mới mở mới có cái chơi nữa các bạn. Giờ là vẫn cứ ngồi đợi thôi. Nè, trận đầu đánh cũng ngày càng nhiều. Ô đen tuốt kiếm nào bây giờ. Giờ bỏ đi anh em, thua rồi. Trận 2 đều là win nha. Trận 2 chắc win được không? Cũng không win nổi anh em. Khả năng lại vượt lại cứng map đây à. Đơn xem nào. Dễ chui ra sau, Big Mom vào đội. Rồi, đi team này sao? Cado tốc vẫn bị thấp các bạn. Nói thẳng câu Cado là tốc bị thấp anh em. Nên là đó là lý do vì sao mà vẫn chưa ăn được các bạn. Ra shop không có quá nhiều hy vọng anh em. 2 lượt rồi. Ô kìa, BG bị hóa đá liên tục anh em. May là vẫn phản đòn đấy anh em. Ui, không lẽ giờ mang hết ra cho tất cả mang trong hóa đá ta. Có khi phải vậy các bạn. Rồi, dành làm nốt mấy nhiệm vụ này các bạn. Đây, càn quét, càn thôi anh em. Giờ đánh đấm gì nữa các bạn. Mấy hàng này càn cho nhanh, chứ đánh nhầm thì tốn thời gian ra. Đồ Flamingo cũng một lượt à. Mì hoác cho mày, à quên. Uầy, BO 1 à. Cháu này 2 không? Ừ, cháu này đa số 2, còn 3 các bạn. Đây 2. Chiến sĩ mạnh nhất thế giới. 3 phải không? Đúng 3 bé không hơn không kém các bạn. Đó. Xong đám thất vô hại cũng được anh em. Gom thêm tài nguyên chơi dần thôi. 1m3 đá đăng đồ rồi. Lại có 1m3 đá đăng đồ rồi anh em. Giá shop hiện tại là nó còn hơi yếu kém hơn so với anh em đồng trang lứa này. Đẩy máu lên cho cháu đó tí các bạn. 60 70 luôn đi. Đó, lên 70 luôn các bạn. Rồi, ok, chúng ta chốt Ever gọn nhá, chốt sớm bữa. Ok đây anh em, tôi vừa check qua là bạn đủ rồi. Nên là mỗi 140 mấy thôi, tôi đợi đủ nên tôi check luôn anh em. Đây giờ đủ 152 rồi anh em. Đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi chốt Ever anh em nhá. Đó, giờ chúng ta sẽ nhau đi chốt Ever tặng Agro. À quên, sorry, tặng Code anh em. Ok, và thông báo lại cho anh em nào hứng thú tham gia event may mắn hàng ngày bên kênh Từ Đường Phố thì vui lòng xem và tham gia ở video sáng hàng ngày nhé. Và công chiếu vào buổi tối luôn, nên là anh em tranh thủ bạn nào có trúng giải thì nên lấy luôn. Đó, cách thức tham gia thì rất là đơn giản, nó 3 bước cơ bản anh em cần tham gia, đó là việc đầu tiên like và share video trên Facebook dạng công khai, việc hai là đăng ký kênh và chuông thông báo kênh Từ Đường Phố lên giúp tôi. Và phần thứ ba bạn sẽ phần comment bất kỳ kèm theo tên Facebook của anh em đã share video. Tối tôi random đơn tìm ra 3 bạn may mắn là nhận giải luôn. Ok, giờ 31 lượt anh em. Team thứ hai nha anh. Ok, cảm ơn bạn Chân Tâm nha. Chúc anh sớm ra được 100k sub. Cảm ơn bạn Nhật Nguyễn nha. Giờ trước mắt 65 đã, chứ chưa còn 70, 65 thôi. Đó. Chúc anh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn bạn rất nhiều. Code đâu rồi? Chào bạn Samsung nha. Uầy, không tham gia. Đấy, bạn giờ có tên Facebook là bạn có Code rồi đấy. Trời ơi, đấy cứ hỏi code đâu, tham gia thì không tham gia. Chừng nào mới hết sự kiện đập hộp sinh nhật 2 tuổi và anh mong anh dép. Hôm nay là ngày của em nhá. Hôm nay 11 tháng, hôm nay là cái này. Hôm nay là ngày cuối cùng bạn nhá. Chào anh buổi sáng, chào bạn Quan Cạo ấy, nãy chưa được một bạn nào à. Ok, Phạm Trấn Huy. Đó, Kha Kha, người đầu tiên trúng giải anh em. Đó, ngon lành. Tiếp tục nào. Chú kênh này phát triển không phải UD bạn ơi, mà là comment tên Facebook bạn ơi. Hòa nhá, tên Facebook. Em chuẩn bị chăn thùng tướng mới rồi anh. Ok. Còn đẹp phát ke bây giờ đấy, giờ như là có cốt thì khỏi đói phát ke đúng không? Đấy, nhưng mà tham gia giờ thiếu đấy, giờ nên theo ông gọi tên mà không có quà buồn ông Xuân Nguyễn. Ok, tiếp tục là bạn Văn Huy này, người thứ hai anh em. Rồi, chúng ta được 2 người rồi, còn 1 người thôi, ai đây? Huy Dương các bạn nhá, anh Đức Lưu, Huy Dương anh em. Rồi, chúng ta tìm được 3 người trúng giải gift code thẻ cầu số lần này với kênh Từ Đường Phố rồi anh em. Ok, nhưng anh em trúng giải vì vui lòng check out thông tin gửi qua Facebook chúng tôi, link Facebook tôi để dưới phần mô tả đây anh em kích vào các bạn nhá. Facebook là Trang Hiếu, anh em gửi các bạn qua tôi là ảnh bao gồm ảnh like, share video trên Facebook dạng công khai của các bạn và ảnh đăng ký kênh cũng như ảnh click comment chúng. Ok. Video công trường tôi lại kết thúc ở đây, chúc anh em một ngày cuối tuần vui vẻ. Giờ thì bye bye mọi người, tôi dành nên like chơi nhá.